Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Để tôi công nghệ thực phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn cho các bạn thi môn thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm, là video ôn thi tự luận phần bài tập. Đây là phần thứ 6 ha. Thì trong phần thứ 5 thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà vẽ được cái, xây dựng được cái biểu đồ hơi như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp về cái bài toán bài 19 ha. Bài toán tiếp tục, bài toán là xây dựng biểu đồ hơi, nhưng mà cái dạng bài là cái dạng bài sẽ có thiết bị làm việc liên tục và thiết bị làm việc không liên tục, và cái cách để mà các bạn sẽ tính toán lựa chọn nồi hơi dựa vào enthalpy và cái suất tiêu hao nguyên liệu cho lò hơi. Thì bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công Nghệ Thực Phẩm ha, và các bạn sẽ không được re-up với mọi hình thức. Và các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng học để ôn thi nha. Rồi thì trong video này á, thì tôi sẽ sử dụng cái câu thứ 19 trong cái file ôn tập. Thì tôi nghĩ là các bạn đã có được cái file này, thì các bạn sẽ dở cái file này ra, các bạn sẽ xem cho nó dễ. Cái dạng đề của chúng ta sẽ có hai cái bảng, thì các câu hỏi cũng là xây dựng biểu đồ hơi tiêu thụ của nhà máy nè, tính toán lựa chọn cái nồi hơi phù hợp, rồi biết các cái enthalpy nó như thế này, và câu cuối cùng sẽ là xác định suất tiêu hao nhiên liệu cho lò hơi. Rồi vậy thì các bạn sẽ nhìn vào cái đề, các bạn sẽ có thấy hai cái bảng nó sẽ tách biệt nhau ra. Vậy thì cái bảng một là gì? Là thông số làm việc của thiết bị sử dụng hơi liên tục. Sử dụng hơi liên tục là sao? Sử dụng hơi liên tục có nghĩa là cái máy đó nó sẽ làm việc nguyên một ngày ha. Thí dụ là từ nguyên một ngày luôn, từ 7 giờ tới 5 giờ chiều, sử dụng hơi liên tục suốt cái ca làm việc. Và cái bảng 2 là thông số làm việc của các thiết bị sử dụng hơi không liên tục, có nghĩa là nó làm việc một cách gián đoạn. Không liên tục có nghĩa là gián đoạn, thì nó sẽ tính theo cái thời gian bắt đầu từ giờ thứ mấy. Thì từ giờ thứ mấy á, thì cái nồi đó nó mới sử dụng, chứ không có phải là sử dụng toàn thời gian. Giống như là các bạn tưởng tượng như sử dụng hơi liên tục, thì các cái nồi mà tôi đang thiết bị rang, rửa nóng, nướng, cô đặc này là các bạn làm việc full time. Còn cái sử dụng cái nồi hơi không liên tục này, thiết bị đùng, thiết bị nồi thanh trùng, thiết bị nấu vỏ áo là các bạn làm việc part time, part time là không liên tục. Rồi ví dụ gì thì tôi sẽ đọc cái đề và tôi sẽ phóng to lên cho các bạn. Tôi nghĩ là bạn nào đã có cái đề rồi nha. Thì câu 19 thì cho phân xưởng sản xuất có các thiết bị sử dụng lò hơi như sau. Thiết bị sử dụng hơi có năng suất tiêu thụ. Năng suất tiêu thụ có nghĩa là cái lượng hơi kilogram trên ngày áp dụng áp suất sử dụng. Áp suất ở đây sẽ tính theo công thức kilogram F trên cm vuông, và có nghĩa là kg tác dụng lực tác dụng lên mỗi 1 cm vuông ha. Và tổn thất áp suất từ lò hơi đến thiết bị tiêu thụ, tổn thất áp suất tôi sẽ ký hiệu là từ cái lò hơi nó sẽ sinh ra cái áp suất đó, thì qua cái đoạn đường dẫn ống thì nó sẽ có tổn thất ha, ký hiệu là delta B, và cho trong bảng 1. Vậy thì trong cái bảng 1 này thì các bạn sẽ nhìn vô đây, các bạn thấy được các giá trị gì? Chúng ta có 4 thiết bị làm việc liên tục ha. Cái mà tôi tô vàng là các bạn phải nhấn mạnh, làm việc liên tục thì chúng ta sẽ có thiết bị rang nè, thiết bị rửa nóng, thiết bị nướng và thiết bị cô đặc. Và các bạn nhớ chú ý cho tôi về cái số lượng của từng loại thiết bị như thế nào, để lát các bạn sẽ nhân với cái lượng hơi nó sử dụng ha. Lượng hơi nó sử dụng có năng suất tiêu thụ, thiết bị sử dụng hơi có năng suất tiêu thụ, thì cái D này này có nghĩa là mỗi cái thiết bị nó sẽ tiêu thụ 800, vậy thì ba cái thiết bị nó sẽ tiêu thụ 2400 ha. Thì lát các bạn nhân vô. Rồi cái áp suất sử dụng của nó là cái giá trị này, và cái tổn thất áp suất thì các bạn sẽ cộng vô thôi, chứ không có gì hết. Đó là cái bảng làm việc về cái thiết bị sử dụng hơi liên tục, là các bạn làm việc full time. Rồi tiếp theo là cái thiết bị sử dụng hơi không liên tục, ví dụ như các bạn làm việc part time. Làm việc không liên tục, làm chừng tiếng 2 tiếng thôi, có năng suất tiêu thụ
áp suất sử dụng và tổn thất áp suất thì cũng như trên. Và các bạn đặc biệt quan tâm cho tôi cái thời gian bắt đầu. Cái thời gian bắt đầu của nó là gì? Thời gian bắt đầu thì khi từ giờ thứ mấy á, thì các bạn sẽ cộng các cái hơi tiêu thụ này vô. T là gì? T là thời gian làm việc. Thời gian làm việc ha, thời gian làm việc T. Cái này quan trọng là các bạn, để tại sao? Tôi sẽ tô màu xanh lá đi. Cái thời gian làm việc và cái thời gian bắt đầu có nghĩa là nó bắt đầu từ giờ thứ hai. Khi mà các bạn làm việc thì các bạn sẽ có giờ thứ nhất, giờ thứ hai, giờ thứ ba, và nó sẽ có thời gian làm việc của nó là gì? Thời gian làm việc của nó sẽ làm việc 3 giờ. Vậy thì nó kết thúc từ giờ thứ mấy? Bắt đầu từ giờ thứ hai mà nó làm việc 3 giờ, vậy thì tới hết giờ thứ năm nó sẽ kết thúc ha. Các bạn sẽ lưu ý cho tôi các giá trị này. Vậy thì các bạn sẽ xem xét cho tôi, đó là cái thời gian bắt đầu. Cái tổng cái thời gian làm việc là cái cột này. Tôi sẽ tô màu xanh lá luôn cho nó giống với cái ở trên đây, cái thời gian làm việc. Vậy thì các bạn sẽ suy ra được cái thời gian kết thúc, để mà một xíu nữa các bạn đi vẽ biểu đồ hơi đốt. Cái dạng có cái bài toán không liên tục này nó cũng rất là dễ, nhưng mà nó sẽ rất là dễ bị sai ở chỗ nào? Dễ bị sai ở chỗ mà các bạn vẽ cái biểu đồ hơi đốt bị sai. Các bạn bị lấn cấn ngay chỗ thời gian bắt đầu từ giờ thứ mấy và cái thời gian làm việc của các bạn. Thì ở đây ha, các bạn nhìn lưu ý cho tôi một số vấn đề này. Và các bạn sẽ, ở đây nó không có cho cái số lượng, không có cho cái số lượng cho các bạn gì thì các bạn không cần nhân. Nếu mà nó cho thêm cột số lượng thì các bạn phải nhân lên cái máy đó là bao nhiêu. Rồi tiếp theo cái đề nó nói gì? Tiếp theo cái đề nó nói tổng số công nhân trong nhà máy là 1.000 người. Các bạn biết cho cái giá trị này để chi không? Để lát mà tính cái lượng công suất 1.000 người này thì cái lượng hơi tiêu thụ của họ là bao nhiêu? Cái lượng hơi tiêu thụ của nó nè, 1.000 người và mức tiêu thụ hơi trung bình là 0,5 kg trên giờ. Vậy thì 1.000 người này họ sẽ làm trong ca. Vậy thì họ sẽ là tính theo cái liên tục nha. Các bạn nhớ để ý cho tôi cái 1.000 công nhân này và mức hơi tiêu thụ trung bình của họ là 0,5 kg trên giờ. Thì các bạn sẽ tính theo cái lượng hơi liên tục để mà các bạn chọn được nồi hơi ha. Nhiên liệu sử dụng cho dầu ma rút có cái nhiệt dung, cái quy này nè, cái nhiệt dung hoặc là cái năng suất gì đó, nói chung là cái quy to, cái quy B này nè, là cái giá trị này. Em hãy tính gì? Rồi nó chia các bạn câu A, hãy xây dựng biểu đồ tiêu thụ hơi của nhà máy, là giống cái câu trong video phần thứ mấy, phần thứ 5. Trong video phần thứ 5 thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm về xây dựng biểu đồ hơi và chọn công suất trên kênh YouTube Đạt Tôi Công Nghệ Thực Phẩm ha. Và bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tôi Công Nghệ Thực Phẩm, nghiêm cấm các hành vi sao chép và cũng như là re-up trên mọi nền tảng nha. Nếu các bạn thấy video này trên nền tảng nào khác mà không phải là kênh YouTube Đạt Tôi Công Nghệ Thực Phẩm thì các bạn vui lòng báo ngay giùm tôi nha. Rồi, câu B, tính toán lựa chọn lò hơi phù hợp. Tính toán lựa chọn lò hơi phù hợp. Biết tại áp suất, trong video kỳ trước á, trong video phần 5 thì các bạn chỉ cần vẽ được cái biểu đồ hơi đốt ra là các bạn sẽ tính được cái công suất liền bằng cách chọn. Thì ở đây ngoài ra người ta đã cho cái enthalpy. Enthalpy là cái gì? Cái thế đẳng áp, thế cái gì đó, cái enthalpy, rồi các bạn sẽ được học trong môn hóa lý hóa keo. Và bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái enthalpy này được dùng để chọn cái công, để chọn cái công suất cho cái máy ha. Cái enthalpy của nước cấp là như đây, enthalpy của hơi bão hòa khô cho thiết bị là bao nhiêu đây? Hiệu suất lò hơi là 90%. Lát tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tính toán ha. Rồi tới câu C, xác định suất tiêu hao nhiên liệu cho lò hơi. Suất tiêu hao nhiên liệu là gì? Suất tiêu hao nhiên liệu có nghĩa là các bạn sẽ tính cái lượng
Lượng, các bạn sẽ tính được cho tôi cái lượng nguyên liệu cần dùng ha. Lượng, tôi sẽ bỏ dấu không được ta. Select nè. Nói chung là cái lượng nhiên liệu cần dùng. Nhiên liệu cần dùng ha các bạn ha. Vậy thì khi mà các bạn xác định được cái suất tiêu hao nhiên liệu cho lò hơi á, thì các bạn sẽ sử dụng cái QTB ở đây. Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi là dầu mazut, có cái Q này là 9450 kg trên kilocalo trên kg. Thì cái câu, cái dữ liệu này thì các bạn sẽ sử dụng cho câu C, xác định nhiên liệu tiêu hao cho lò hơi, là có nghĩa là các bạn sẽ tính cái lượng nhiên liệu cần dùng là bao nhiêu. Rồi thì đó là đi sơ qua cái đề, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính từng bước nó như thế nào ha. Đầu tiên á, các bạn cần phải tính được cho tôi cái gì? Cái bước cách làm, các bạn đầu tiên các bạn xây dựng biểu đồ hơi tiêu thụ của nhà máy ha. Thì các bạn sẽ làm như sau đây. Ha. Các bạn sẽ tính cho tôi cái gì? Tính được cho tôi cái lượng hơi liên tục của chúng ta là bao nhiêu? Lượng hơi liên tục. Một nghìn mà nhân cho 0,5. 1, 2, 3, 4.500. Vậy thì đầu tiên các bạn sẽ tính cái, cái này là cái gì? Mức tiêu thụ hơi trung bình. Cái D, năng suất tiêu thụ liên tục ha. Vậy thì các bạn muốn vẽ được cái gián đoạn á, nguyên cái này thì cái bảng này người ta sẽ cho các bạn cái giá trị liên tục nè, để các bạn tính được ha. Các bạn tính cái liên tục bằng cách là các bạn sẽ tính các cái lượng hơi sử dụng của các thiết bị liên tục, và các bạn sẽ cộng với cái mức tiêu thụ hơi trung bình của 1.000 người công nhân. Vậy thì đầu tiên các bạn sẽ tính lượng hơi liên tục tiêu thụ ha. Thì các bạn sẽ tính bằng công thức nào thì tôi sẽ ghi kỹ cho các bạn nào mà học yếu yếu á biết, còn bạn nào giỏi thì các bạn có thể bấm máy tính luôn cũng được, người ta không có yêu cầu các bạn trình bày như thế này. Là lượng hơi tiêu thụ liên tục thì các bạn sẽ sử dụng thiết bị sử dụng hơi liên tục ở trên đây ha. Hơi ồn thì các bạn chịu khó nghe giùm tôi nha. Thiết bị sử dụng hơi liên tục cộng cho mức tiêu thụ hơi trung bình. Thôi nói chung là các bạn sẽ cộng cho công nhân đi. Đó. Thì cái lượng hơi tiêu thụ liên tục thì nó sẽ bằng cái thiết bị sử dụng hơi liên tục, và các bạn nhớ cộng cho tôi cái mức sử dụng hơi liên tục của người công nhân ha. Vậy thì các bạn sẽ tính cho tôi cái lượng hơi liên tục bằng cách nào, thì các bạn sẽ lấy cái lượng hơi ở đây là cái cột này tôi sẽ tô màu vàng nha các bạn. Đây cái cột này tôi sẽ tô màu vàng. Các bạn sẽ lấy 800 nhân cho cái số lượng là 800 nhân 3 cộng cho 100 nhân 3 cộng cho 150 nhân 6 cộng cho 200 nhân 2. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ tính tổng cho tôi được hết các giá trị của cái thằng sử dụng hơi liên tục này, là bấm máy, cái này 2004 cộng cho, ý này 2004 đúng không, cộng cho 300 là 2007 cộng cho, thôi các bạn bấm máy giùm tôi đi ha, và tôi sẽ bấm máy sẵn được á. Tôi đã bấm máy sẵn cho các bạn thì cái lượng hơi liên tục tôi tính ra được là 4.000 nha. Cái lượng hơi liên tục tôi tính ra được 4.000, và bây giờ tôi sẽ cộng thêm cái mức sử dụng hơi của công nhân. Công nhân thì người ta sử dụng hơi như thế nào? Biết trong công nhân cái nhà máy là có 1.000 người, và cái mức sử dụng hơi của người ta là 0,5 kg trên giờ. Vậy thì 1.000 người mà mỗi người sử dụng 0,5 kg hơi trên giờ, vậy thì các bạn sẽ làm theo như thế này ha. Vậy thì cái công nhân, các bạn nhìn cái tôi đang phanh màu đỏ nè, thì tôi sẽ lấy 1.000 nhân cho 0,5, nó sẽ ra được là 500. Có nghĩa là một nửa của 1.000 thì sẽ bằng 500. Vậy thì tôi cái sẽ cái suất lượng hơi liên tục
như công thức tôi vừa ghi hồi nãy á, cái lượng hơi liên tục tiêu thụ của chúng ta thì sẽ tính bằng cái thiết bị sử dụng hơi liên tục và cộng cho công nhân. Vậy thì ở đây cái thiết bị sử dụng hơi liên tục là 4.000 và tôi sẽ cộng cho cái mức sử dụng của công nhân sẽ là 1.000 nhân cho 0,5 sẽ bằng 4.500 kg trên giờ. Vậy thì các bạn đã tính được cái mức sử dụng hơi liên tục của chúng ta là 4.500 kg trên giờ ha. Đó là cái thiết bị liên tục. Rồi từ đó các bạn sẽ vẽ cho tôi cái đồ thị giống như trong phần 5 mà tôi đã chỉ. Thì trục trục y á là cái năng suất tiêu thụ, cái trục y của chúng ta sẽ là cái năng suất tiêu thụ ha. Rồi khi mà các bạn đã tính ra được cho tôi cái năng suất tiêu thụ, các bạn đã tính được cái năng suất tiêu thụ là D trên kg trên giờ bằng 4.500 ha, tôi sẽ ghi ngoài đây cho các bạn dễ nhìn. 4.500 kg trên giờ và các bạn sẽ vẽ cho tôi cái biểu đồ hơi. Cái cột đứng là các bạn sẽ chia ra khoảng là, các bạn sẽ lấy giá trị là khoảng từ 4.000 là ở dưới đi. Thì các bạn sẽ chia từng nấc, từng nấc, từng nấc, từng nấc lên. Rồi chưa? Đáng lẽ là các bạn sẽ cộng trước á, các bạn mới vẽ, nhưng mà ở đây sẵn tôi vẽ biểu đồ trước luôn. Tại vì các bạn phải cộng xem là cái giá trị nào lớn nhất thì các bạn mới có thể chia được cái tỷ lệ này nó phù hợp ha. Và cái cột ngang là cái cột thời gian sử dụng giờ của chúng ta. Vậy thì các bạn sẽ xem cái đề của chúng ta sẽ sử dụng giờ bao nhiêu. Là bắt đầu sử dụng từ giờ thứ 2. Các cái thiết bị này bắt đầu sử dụng từ giờ thứ 2. Mà cái giờ kết thúc của nó sử dụng là 3 giờ. Vậy thì cái thời gian kết thúc của nó là sẽ là giờ thứ 5. Tiếp theo cái thiết bị nồi thanh trùng là thiết bị thứ 2. Thiết bị cái thời gian bắt đầu từ giờ thứ 4. À, từ giờ thứ tư nó sẽ sử dụng và kết thúc là kết thúc ở giờ thứ năm, thì là nó sẽ kết thúc ở giờ thứ chín ha. Và tôi sẽ thấy được cái thiết bị này nó sẽ kết thúc cái giờ cuối cùng, nó là giờ thứ chín, và tôi sẽ vẽ cái biểu đồ này đến giờ thứ 10. Giờ thứ 10 nó sẽ kết thúc hoàn toàn nha các bạn ha. Là có nghĩa là cái quy trình của chúng ta sẽ làm liên tục từ bao nhiêu, sẽ làm liên tục từ 1 giờ, giờ thứ 0 đến giờ thứ 10. Rồi các bạn sẽ vẽ cho tôi được cái biểu đồ đó. Rồi. Đầu tiên á, các bạn lấy cho tôi kẻ, các bạn kẻ ngang cho tôi một cái đường. Tại vì cái thiết bị liên tục của chúng ta sẽ là 4.500. Các bạn sẽ lấy, các bạn sẽ kẻ cho tôi một cái đường ngang ha. 4.500 là thiết bị liên tục, được chưa? Thiết bị liên tục. Đó rồi, tiếp theo là các bạn sẽ xem là cái từng giờ, từng cái thiết bị gián đoạn nó sẽ được thêm vào ở giờ nào ha. Ở đây các bạn sẽ xem cái bảng của thiết bị gián đoạn này. Đầu tiên tôi sẽ xem là thiết bị đùng. Các bạn biết thiết bị đùng, thiết bị gì không? Thiết bị đùng là cái thiết bị máy ép á. Máy ép mà để ép ra các sản phẩm giống như là nuôi nè. Nói chung là đùng cho nó ra thành một cái khuôn á, là người ta gọi là thiết bị đùng. Tôi nghĩ là các bạn đã học môn công nghệ chế biến hoặc là môn các quá trình thì các bạn biết đùng là quá trình nào rồi. Thiết bị đùng á, thì thời gian, các bạn lưu ý cho tôi các giá trị của nó là thời gian bắt đầu từ giờ thứ 2 và tổng thời gian làm việc của nó là 3 giờ ha. Thời gian bắt đầu từ giờ thứ 2 và thời gian làm việc của nó là 3 giờ. Và cái sức lượng hơi của nó là 250. Rồi tôi sẽ qua cái hình này ha. Thì bạn nào có file thì các bạn sẽ để cái bảng gián đoạn ở dưới và các bạn sẽ nhìn vô cái file này, các bạn sẽ nó dễ hình dung hơn. Thiết bị đùng như nãy tôi nói á, thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cây viết màu xanh nhé. Thời gian làm việc bắt đầu từ giờ thứ hai. Giờ thứ hai ở đâu? Đây. Và tổng thời gian làm việc của nó sẽ là 3 giờ. Ở đây nè, tổng thời gian làm việc của thiết bị đùng sẽ là 3 giờ. Vậy thì 2 giờ đến 3 giờ, cái này 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thì cái thời gian kết thúc của nó sẽ là giờ thứ 5. Các bạn thấy cái cục mà tôi đang tô màu xanh không? Vậy thì tôi sẽ xóa để cho các bạn nhìn nó dễ hơn. Tôi sẽ tiếp tục màu xanh. Vậy thì thời gian bắt đầu của nó là giờ thứ 2. Thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái trục ở dưới đây. Và tổng thời gian làm việc của nó là 3 giờ nè, 1 giờ nè, 2 giờ nè, 3 giờ. Được chưa các bạn? Vậy thì các bạn sẽ vẽ cho tôi cái đường chặn xuống như thế này. Hoặc là cũng được.
Các bạn không vẽ đường chặn xuống thì cái đất nó các bạn sẽ bị lố dò. Nhưng các bạn nào vẽ xấu xấu nó lố qua xáo thì các bạn sẽ cộng nó bị sai. Thì tôi làm thì tôi sẽ hay vẽ một cái gạch xuống nhé để cho biết nó đã kết thúc ở giờ thứ năm. Được chưa? Và các bạn giống như video phần thứ năm á thì các bạn sẽ ghi cho tôi cái giá trị là 250 này vô. Các bạn ghi cho tôi cái giá trị 250 này vô trên cái trục của cái thiết bị đầu tiên này. Đó là cái thiết bị đầu tiên xong. Tôi sẽ xóa đi đất tôi vẽ mấy cái giờ kia nó dễ ha. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng cây bút màu đỏ để vẽ cái thiết bị thứ hai. Cái thiết bị thứ hai của chúng ta là nồi thanh trùng. Các bạn khỏi cần để ý tên nó là gì, các bạn chỉ cần nhớ cho tôi nó là cái thiết bị thứ hai. Cái thời gian bắt đầu của nó là từ giờ thứ tư và tổng cái thời gian làm việc của nó sẽ là 5 giờ. Vậy thì cái thời gian kết thúc của nó sẽ là bắt đầu ở giờ thứ mấy? Thì thứ 9. Bắt đầu từ giờ thứ tư và tổng thời gian làm việc của nó là 5 giờ. Vậy thì cái giờ kết thúc của nó sẽ là giờ thứ 9. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Có nghĩa là các bạn sẽ lấy 2 cộng cho 3 thì nãy nó ra 5 là còn 4 cộng cho 5 này. 4 mà cộng cho 5 này thì nó sẽ ra là 9. Và cái suất lượng hơi của nó sẽ sử dụng đó là 1150. Vậy thì qua đây thì tôi sẽ vẽ tiếp ha. Tôi sẽ vẽ tiếp đó là tôi sẽ sử dụng bút đỏ đi. Cái thời gian bắt đầu của cái thiết bị thứ hai là 4 giờ, tôi sẽ gạch chấm chấm nhỏ một cái và nó sẽ làm việc trong 5 giờ. 4 cộng 5 là 9 ha. Thì các bạn canh số 9 các bạn gạch xuống một cái, các bạn kẻ ngang qua hơi hơi xíu thì các bạn sẽ ghi cho tôi số 150. Ghi số 150 tôi đang tô màu đỏ này, các bạn thấy được không? Đó, đó là cái thiết bị số 2. Là cái nồi gì đó tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết nó bắt đầu làm việc từ bao giờ, kết thúc từ bao giờ thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ cho cây bút màu đen đi. Ủa này được màu khác không các bạn? Customer Blue Black. Quá trời màu luôn này các bạn ơi. Mốt tôi sẽ vẽ cho các bạn một nồi. Nhưng mà tôi thích màu đen. Tôi sẽ sử dụng cây bút màu đen để vẽ cái thiết bị thứ ba. Thiết bị thứ ba của tôi là thời gian bắt đầu từ giờ thứ tư. Cái này các bạn coi chừng lộn với cái cột và áp suất ha, cái cũng là con số nè. Có nhiều bạn đi vẽ, các bạn đi vẽ thời gian bắt đầu, cái thời gian làm việc các bạn lấy cái con số bên cột áp suất, các bạn thế là nó bị sai. Khi mà các bạn làm thời gian á thì các bạn sẽ lấy cái giá trị bên cột thời gian ha. Thì tôi hồi đó tôi cũng đã bị lộn một lần, tôi lấy cái thời gian bắt đầu mà tôi trừ cái giá trị bên áp suất cho nên cái thời gian của tôi bị sai. Cái nào tôi sai thì tôi nói để cho các bạn sửa lại ha. Tiếp theo là cái thời gian bắt đầu. Cái thiết bị thứ ba của chúng ta là thời gian bắt đầu từ giờ thứ tư và cái thời gian kết thúc là giờ thích cái thời gian sử dụng chứ. Cái này thời gian sử dụng nha. Các bạn lưu ý cho tôi một điều đó là cái thời gian làm việc hay là cái thời gian sử dụng nó khác với cái thời gian kết thúc nha các bạn. Nó khác với thời gian kết thúc khi cái đề á. Cái đề nó có thể cho các bạn là cái thời gian làm việc hay là cái thời gian sử dụng, hoặc là nó có thể cho cái cột thời gian kết thúc. Thời gian kết thúc thì giống như nãy là các bạn sẽ cộng vô thôi, tùy theo cái đề ha. Các bạn phải lưu ý xem thời gian bắt đầu từ giờ thứ tư và thời gian sử dụng của nó là giờ 4 giờ, vậy thì cái thời gian kết thúc của nó sẽ là giờ thứ 8 và 150 ha. Thì tôi sẽ sử dụng cây bút màu đen để tôi vẽ. Rồi thời gian sử dụng của tôi là giờ thứ tư, tôi gạch đây một cái, các bạn lấy cây thước thôi và tôi sẽ sử dụng 4 giờ ở đây. Các bạn ghi số 150 vô là cái máy thứ ba ha, được chưa? Rồi rất là dễ. Và cái máy cuối cùng thì các bạn sẽ ghi tương tự. Rồi thời gian bắt đầu từ giờ thứ năm và tổng thời gian làm việc của nó sẽ là 4 tiếng và cái D của nó là 200. Vậy thì các bạn sẽ ghi vô đây thời gian làm việc của nó bắt đầu từ giờ thứ năm. Và các bạn lưu ý cho tôi là các bạn sẽ giống sao mà cho nó ngay hàng thẳng lối giùm tôi nha. Cái này rất là quan trọng. Các bạn nhiều khi các bạn vẽ, các bạn lấy cái tay các bạn vẽ nó méo rất là, có nhiều bạn á nó làm rất là ẩu nha, nhất là mấy đứa con trai nó làm rất là ẩu. Nếu mà nó chia cái khoảng này ngắn quá thì nhiều khi nó vẽ cái nó bị méo 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 ở đây, cái nó gạch xuống đây là các bạn sẽ thấy nguyên cái giá trị cái bài của các bạn sẽ bị sai liền.
Được chưa? Vậy đi thi các bạn nên nhớ cho tôi đem theo cây thước. Tại vì sao? Tại môn này có vẽ hình, vẽ sơ đồ, vẽ tùm lum á, giống hàng. Và các bạn nên thêm theo cây thước cho tôi nha. Rồi cái giá trị cuối cùng thì các bạn ghi tương tự. Rồi sau khi mà các bạn đã vẽ được bốn cái thiết bị, ở dưới đây là cái thiết bị gián đoạn. Khi mà các bạn đã vẽ được các thiết bị gián đoạn rồi thì các bạn sẽ tiến hành cộng cái năng suất ha. Ở trên đây nè, cái đường ngang đỏ mà tôi vẽ ngang qua đó là cái thiết bị liên tục, và cái ở dưới đây là cái thiết bị gián đoạn. Thì bây giờ có cái công suất bao nhiêu thì các bạn cứ cộng nhau, giống như là bạn tiền anh có bao nhiêu thì anh cứ cộng vô ha, có bao nhiêu thì các anh cứ cộng vô. Vậy thì đầu tiên từ 0 giờ đến 2 giờ thì các bạn tra xuống cái bảng dưới đây, các tra xuống cái đường dưới đây thì các bạn sẽ không thấy được các giá trị gián đoạn, thì cái giá trị trên bài của chúng ta vẫn là 4.500. Rồi bắt đầu từ giờ thứ hai á, bắt đầu từ giờ thứ hai đến giờ thứ tư thì đây, bắt đầu từ giờ thứ hai là cái cột này, đến giờ thứ tư là cái cột này. Các bạn thấy cho tôi cái giá trị từ giờ thứ hai đến giờ thứ tư. Tôi kẻ đáng lẽ nó phải thẳng đó, nhưng mà nó không có thẳng được. Vậy thì các bạn chỉ thấy được cái đoạn ở dưới đây, cái đoạn ở dưới đây nè, cái đoạn dưới đây nè, các bạn thấy không, nó chỉ có một cái giá trị là 250 thôi. Vậy thì các bạn sẽ lấy cái giá trị liên tục của tôi là 4.500, các bạn sẽ cộng thêm cho 250 thì các bạn sẽ vô được cái khúc này ha. Và các bạn sẽ vẽ tương tự như vậy từng đoạn cho đến khi hết bài. Và các bạn sẽ nhớ cộng cái giá trị gián đoạn và giá trị liên tục vô giùm tôi nha. Tiếp theo là cái ở cái giai đoạn từ 4 giờ đến 5 giờ nè, thì các bạn sẽ làm cho tôi từng cục từng đoạn như vậy đi. Vậy thì hồi nãy ở đây là cái lằn màu đỏ này nè là 4.500. Sau đó các bạn sẽ cộng cho tôi cái giá trị 250 của thằng ở trên này. Cái thằng này sẽ là 150 và cái thằng dưới đây sẽ là 150 nữa nha. Thì các bạn sẽ cộng vô cái này 300, 250 nữa sẽ là, các bạn cộng tiếp tục vô nữa là được 5050 nha. Các bạn sẽ được cái giá trị đó là 5050. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ đi qua giờ. Giờ tiếp theo ha, giờ tiếp theo tôi sẽ làm màu đen đi. Black band. Từ hồi nãy tôi cộng tới bao nhiêu giờ? Bây giờ tôi sẽ cộng cái giá trị từ 5 giờ đến cho 6 giờ nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy cái giá trị 5 giờ đến cho 6 giờ. Thì tôi sẽ lấy cây thước, tôi sẽ gióng xuống như thế này. Vậy thì từ 5 giờ đến 6 giờ thì các bạn đã thấy được cái thiết bị đầu tiên nè. Nó không có còn ở trong cái hai cái lằn mà tôi vẽ nữa. Thì các bạn sẽ bỏ nó ra. Vậy thì các bạn sẽ cộng các giá trị là 150 nè. Nó cắt cái lằn này thì cái lằn này có giá trị 150, 150, cái thằng dưới đây 200 nữa ha. Thì các bạn cộng ba giá trị này và các bạn nhớ cộng cái thằng màu đỏ này nha, cái thằng màu đỏ là 4.500 đấy. Thì vô thì các bạn sẽ được cái giá trị là 550. Thì sau đó các bạn sẽ vẽ. Được chưa? Rồi tiếp theo tôi sẽ đi từ 6 giờ đến 7 giờ. 6 giờ đến 7 giờ thì chúng ta sẽ có các giá trị như sau. Cái thằng này là 150 á, mà tại tôi vẽ bị đè. Tiếp theo cái thằng này 150. Thằng này cũng là 150. Ồ vậy thì cái đoạn từ, vậy thì các bạn có thể thấy được cái giá trị, cái đoạn từ 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ này nè, nó có giá trị bằng nhau. Tới 8 giờ luôn. Vậy thì các bạn cứ kéo ngang qua đến cái giá trị 8 giờ. Được chưa? Từ 8 giờ trở đi thì các bạn mới thấy được cái chỗ này nó có sự khác biệt nè. Cái đoạn này, ba cái đoạn này đi, nó không có bằng nhau nữa, cái thời gian làm việc nó khác nhau. Thì từ 8 giờ trở đi thì các bạn sẽ sửa lại cho tôi ngay chỗ này. 8 giờ trở đi á, thì các bạn sẽ, thôi tôi vẽ nó bị méo đấy. Bạn nào ủng hộ tôi cho tôi có tiền mua cái iPad thì tôi vẽ nó sẽ ngay hơn. Tôi nói vui thôi ha, thì các bạn cứ xem trên YouTube tôi thôi. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi ha, tôi sẽ vẽ hai cái lằn này, cái thằng này không có nha,
Vậy thì cái giá trị ở đây thì các bạn sẽ cộng cho tôi là 150 nè. 150 của thằng này, ở dưới đây là 200. Và các bạn nhớ cái lằn đỏ nãy nha, cái lằn đỏ là 4.500 đấy, giá trị liên tục. Thì các bạn sẽ cộng thêm các giá trị gián đoạn là 250 và 200 vô, thì các bạn sẽ ra được cái giá trị là 4850 ở trên đây ha. Và cuối cùng của chúng ta đó sẽ là, có cái giá trị này bụp xuống ha ta, các bạn nó phải ngang chứ. Khoan để tôi xem lại nha các bạn nha. Cái giá trị này sẽ tiếp tục ngang chứ không có hoa bụp xuống nha. Tôi vẽ hình bị sai. Đây nè. Các bạn sẽ vẽ được sao cái đồ thị nó giống như cái hình ở đây, cái hình ở trong góc này nè. Tôi sẽ chụp màn hình cái đi, tôi sẽ đây nè các bạn. Thế thì ở đây nè các bạn, nãy giờ tôi kỹ các bạn kỹ quá cho nên nó hơi tốn thời gian một xíu ha. Thì cái lằn hồi nãy, cái lằn đỏ là cái lằn ngang này nè, là 4.500, được chưa, là cái giá trị liên tục, nó liên tục luôn 4.500. Thì giống như cái hình hồi nãy tôi vẽ thôi, nhưng mà ở đã qua đây thì nó sẽ cho nó ngay ngắn và nó đẹp hơn ha. Thì các bạn khi đi thi các bạn sẽ vẽ được cái biểu đồ như thế này, và các cái giá trị trên mỗi giờ đó, thì các bạn nhớ ghi cho tôi cái con số ở trên cái cột này nè, ghi ngay ngắn cho tôi, ghi ngay trên cái cột này nè, trên từng mỗi giờ đó, thì các bạn nên ghi ngay ngắn cho tôi cái giá trị này, để khi mà lát sau này các bạn sẽ làm cái câu kia nó sẽ dễ hơn, cái câu tính toán năng suất gì đó vân vân. Rồi được chưa? Đó là cái cách mà vẽ tay. Thì cái này là cái cách mà các bạn có thể nhập vô Excel các bạn làm. Khi mà các bạn nhập vô Excel các bạn làm á thì nó đã có công thức tính sẵn, thì khi mà các bạn thay đổi cái giá trị này thì cái hình này, cái biểu đồ này nó cũng sẽ thay đổi theo rất là tiện lợi. Thì các bạn biết thì Excel mà, cái giá trị dữ liệu này các bạn nhập vô các bạn vẽ biểu đồ một cách rất là dễ. Rồi được chưa? Đó là cái cách mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái câu A, vẽ xây dựng biểu đồ tiêu thụ hơi của nhà máy ha. Rồi chắc thì phần câu B và câu C để coi tôi coi xem kịp thời gian không. Rồi thôi giải luôn đi, giải luôn trong video này nha. Câu B, tính toán lượng hơi phù hợp. Tính toán lượng hơi phù hợp ha. Tôi sẽ, rồi thì ở đây là cái đề ta hỏi gì, tính toán lựa chọn lò hơi phù hợp, biết tại áp suất làm việc có enthalpy của nước cấp là bao nhiêu đó, enthalpy hơi nước bão hòa là bao nhiêu đó, và các hiệu suất của chúng ta là bao nhiêu đó. Rồi enthalpy này sẽ tính cho cái công suất lò hơi ha. Để đầu tiên vậy thì các bạn sẽ tính cho tôi được cái gì? Áp suất làm việc ha. Dựa vào cái biểu đồ này nè, dựa vào cái biểu đồ này. Cái biểu đồ nãy mà tôi chiếu cho các bạn xem đó, thì các bạn sẽ suy ra được cho tôi cái lượng hơi cực đại. Lượng hơi cực đại của chúng ta sẽ là 5050 kg trên giờ ha. Cái cao nhất trên cái biểu đồ này nè là 5050 kg trên giờ, và cái lượng hơi cực tiểu của chúng ta sẽ là dmin, sẽ là 4.500 kg trên giờ. Lượng hơi trung bình làm việc, D làm việc á, đây lượng hơi tiêu thụ nè, tiêu thụ nhiên liệu sức lượng, QI quy tổng, B làm việc. Lượng hơi làm việc của các bạn á, nó sẽ là cái giá trị bao nhiêu? Lượng hơi trung bình làm việc. Thì lượng hơi trung bình là các bạn sẽ lấy cái các giá trị này ha, các giá trị trên cái biểu đồ hơi này các bạn cộng lại, các bạn chia cho 9 giờ, các bạn chia cho 9 mà các bạn sẽ ra được cái lượng hơi trung bình mà làm việc là bao nhiêu. Rồi cộng lại chia ra thôi.
Nếu mà đề thi người ta có hỏi thì các bạn mới trả lời, còn không có hỏi thì thôi. Áp suất làm việc ở đây, ở đây là mấy cái mà nãy tôi nói, lượng hơi cực đại nè, Dmax là 5.050, lượng hơi cực tiểu Dmin á, lượng hơi cực tiểu Dmin là 4.500, lượng hơi trung bình làm việc á là các bạn cộng lại chia ra thôi. Ba cái này thì ghi vô cho các bạn biết để khi thi mà các bạn tính, để các bạn tính toán lượng hơi cho nó phù hợp, là các bạn sẽ lấy cái lượng hơi trung bình làm việc ha. Các bạn sẽ lấy cái lượng hơi trung bình làm việc á để các bạn đi tính toán cái giá trị, các bạn sẽ lựa chọn cái nồi hơi cho nó phù hợp. Rồi cái áp suất làm việc của chúng ta có cái công thức là B làm việc sẽ bằng B max cộng cho tổn thất áp suất max cộng 10% B max. Cái công thức này thì các bạn nên học giùm tôi nha. B làm việc nó sẽ bằng B max, B max cộng cho delta B max cộng cho 10% B max, được chưa? Các bạn nào không có thấy được thì các tôi sẽ viết công thức làm việc bằng gì. B làm việc, áp suất làm việc á, nó sẽ bằng B max cộng cho delta B max cộng cho 10% D max ha. Đó là cái áp suất làm việc của chúng ta. Vậy thì áp suất làm việc max, B max của chúng ta là bao nhiêu? Áp suất làm việc max của chúng ta sẽ là 10. Các bạn thấy áp suất làm việc 10 nè, 4, 4, 10. Dưới đây là áp suất làm việc 2, 2, 4, 4. Vậy thì B max của chúng ta sẽ là 10. B max của chúng ta sẽ là 10. Ở đây tôi thấy số vô đây là 10, B max 10 ha. Tôi thấy số vô đây B max của chúng ta là 10. Rồi sau đó chúng ta sẽ xem cái delta B max có giá trị là bao nhiêu. Delta B max này nó sẽ đi theo cái thằng B max, chứ không phải là các bạn lấy cái kia ha. Nè, cái delta B max đó thì các bạn nhìn vô các bạn thấy delta B nó có giá trị 0,2, 0,2, 0,5, 0,5, rồi 0,2, 0,5, 0,8, 0,2. Các giá trị này rất là nhiều, rất là khó chịu. Rồi, vậy thì các bạn nên nhớ cho tôi một cái lưu ý của cái bài này, đó là cái delta B max nó sẽ đi theo cái thằng mà đã được chọn là B max. Delta B max, lưu bị. Cái này tôi phải copy công thức trên đây. Delta B copy. Delta B max sẽ đi theo giá trị B max. Chứ có nghĩa là các sẽ đi theo hàng đi. Sẽ đi theo cái giá trị hàng của B max nha. Thí dụ các bạn đã xác định được cái B max của chúng ta ở thiết bị RAM. Này, cái thiết bị mà tôi đang tô màu đen nè là 10. Vì thì Sierra delta B max sẽ là 0,2. Rồi, nó sẽ ra là 0,2 ở đây cộng 0,2, rồi sau đó các bạn sẽ cộng cho 10% của B max là 10. Sẽ các bạn sẽ ra được cái áp suất làm việc của chúng ta sẽ là cái giá trị, xóa này bớt đi. Áp suất làm việc của chúng ta nó sẽ ra được cái giá trị là 11,2. Tính 11 này phải 2 để làm chi? Tính áp suất làm việc này để tiếp tục các bước ở dưới. Ủa mà đề câu B này người ta hỏi gì vậy? Tính toán lựa chọn lò hơi. Tính toán lựa chọn lò hơi. Biết đại áp suất làm việc của lò hơi thì các bạn sẽ tính ra được áp suất làm việc đó là bao nhiêu. Thì nãy tôi vừa tính á, enthalpy của hơi nước bão hòa khô cho thiết bị hiệu suất là bao nhiêu. Bây giờ người ta kêu các bạn chọn cái lò hơi cho phù hợp. Các bạn chọn lò hơi thì các bạn sẽ chọn dựa vào giá trị nào?
Các bạn chọn lò hơi thì các bạn sẽ lựa chọn vào cái giá trị công suất lượng hơi trung bình tiêu thụ ha, thì sau đó các bạn sẽ chọn lò hơi thôi chứ không có gì ha. Vậy thì các bạn sẽ làm gì đây? À, nó cho enthalpy thì các bạn phải tính công suất hữu ích có liên quan tính giá trị enthalpy á, thì các bạn phải tính công suất hữu ích, và mà nó cho hiệu suất nữa thì các bạn sẽ chia cho hiệu suất nữa là xong ha. Vậy thì các bạn phải lựa chọn cái lò hơi như thế nào để mà có enthalpy là gì? Enthalpy thì các bạn sẽ liên quan đến cái hiệu cái công suất hữu ích, thì thôi tôi sẽ chỉ các bạn luôn ha. Công suất tiêu thụ nhiên liệu là cái công suất hữu ích á, nó sẽ bằng cái lượng hơi trung bình làm việc. Lượng hơi trung bình làm việc là cái giá trị ở trên đây nhân cho enthalpy H của hơi trừ cho enthalpy của hơi nước, bằng hơi nước gì nè, hơi nước nước cấp. Nói chung là các bạn sẽ lấy cái số lớn trừ cho cái số nhỏ enthalpy gì nè, rồi các bạn nhân cho cái lượng hơi làm việc là các bạn sẽ ra được cái lượng hơi trung bình làm việc nha. Vô tình cái giá trị này nó trùng với Dmax chứ không phải nó là Dmax, các bạn lấy Dmax nha. Cái này là lượng hơi trung bình làm việc, D làm việc. Cái lượng hơi trung bình làm việc nha các bạn nha, chứ không phải là nó không phải là Dmax, nó vô tình nó bằng thôi. Rồi các bạn nhân cho hai cái enthalpy này các bạn trừ trừ nhau, các bạn nhân hai cái enthalpy này các bạn trừ nhau thì các bạn sẽ ra được cái kết quả bao nhiêu kg trên giờ. Mà người ta còn nói gì? Người ta còn nói cái hiệu suất của lò hơi, cái hiệu suất của nó là chỉ được 90% thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái quy hữu ích, nó chiếm 90%. Vậy thì cái quy tổng các bạn sẽ tưởng tượng, vậy thì chia cho nhân 90% là các bạn sẽ chia cho 0,9. Quy tổng là 100. Vậy thì các bạn muốn tính quy tổng thì các bạn muốn tính gì? Các bạn muốn tính quy tổng đúng không? Bây giờ cũng giờ trưa, tôi hơi đói bụng cho nên tôi hơi chậm chậm một chút rồi nha các bạn. Các bạn muốn tính quy tổng. Quy tổng là 100%. Quy hữu ích của chúng ta cái hiệu suất của nó là 90% thôi. Vậy thì các bạn muốn tính quy tổng thì các bạn sẽ lấy quy hữu ích, các bạn nhân chéo, các bạn nhân số 100 rồi các bạn chia ngược lại cho 90% thôi nha. Cái này là cái cách tư duy để cho bạn nào mà bạn 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 nào mà không có biết cái nhân 90 hay chia 90 gì đó thì các bạn biết cái cách tư duy và các bạn đi làm thì các bạn biết cái quy tổng là nó sẽ lớn hơn cái quy hữu ích. Vậy thì cái quy tổng các bạn vẽ ra nó là 100%, mà cái quy hữu ích cái hiệu suất của nó là 90%. Vậy thì các bạn muốn tính được cái này thì các bạn sẽ sử dụng cái công thức nhân chéo chia ngang, đó là quy hữu ích nhân cho 100 thì sau đó các bạn sẽ chia ngược lại cho cái hiệu suất trên đây, được chưa? Đó là cái cách để mà tư duy. Tôi sẽ không có chỉ các bạn cái công thức mà tôi sẽ chỉ các bạn cái cách để mà tư duy để làm. Vậy thì cái tổng công suất á, cái công thức mà tôi đã tô cái màu hồng đây nè, màu hồng rất là đẹp, đó là quy tổng sẽ bằng quy hữu ích chia cho cái hiệu suất. Cái mà tôi vẽ vẽ một nùi là cái giá trị này để tôi gom bớt cho các bạn đỡ rối mắt nha. Cái giá trị quy hữu ích tôi vừa tính ra được á, tôi sẽ thế số vô cái nùi này, tôi làm biến ghi lại á, thì nó sẽ ra được cái công suất một nùi dạy thòn như thế này. Thì từ đó và các bạn sẽ lựa chọn cái nồi hơi như thế nào làm cho cái công suất nó sẽ lớn hoặc bằng cái quy tổng hữu ích. Rồi ha. Rồi cái câu cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là xác định suất tiêu hao nhiên liệu cho lò hơi. Có nghĩa là các bạn tính cái lượng nhiên liệu cần dùng. Có một cái giá trị mà nãy giờ các bạn chưa đụng tới là cái nhiên liệu sử dụng cho lò hơi dầu ma rút á. Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi là dầu ma rút có cái quy gì đó là 9450 kcal trên kg. Thì các bạn sẽ tính được cái lượng hơi nhiên liệu cần dùng. Lượng hơi nhiên liệu cần dùng, lượng hơi cần dùng có nghĩa là cái khối lượng
cái lượng á, là cái khối lượng là các bạn sẽ tính m kg trên giờ sẽ bằng quy tổng là cái vừa mã tôi vừa tính ra trên đây nè, là cái quy tổng chia cho cái gì, cái quy tổng tôi sẽ chia cho cái quy cái đề cho. Và các bạn xem ở đây nó có một cái vấn đề gì, 9450 kilocalo trên kg, và các bạn sẽ nhân cho đơn vị của chúng ta. Cái này có một bài toán đổi đơn vị thôi chứ không có gì hết. Ở đây thì cái đơn vị của chúng ta là cần tính là kg trên giờ, mà cái nè mà ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài toán về thứ nguyên đơn vị. Mà ở đây cái lượng nhiên liệu cần dùng thì các bạn sẽ tính theo đơn vị là kg trên giờ. Cái công thức ở đây á, tôi vừa gạch đỏ một cái đó, là cái quy tổng công thức ở trên đây là kJ trên giờ. Vì sao có thằng joule này? Vì sao có thằng joule này thì tại vì cái đơn vị của cái enthalpy là kJ trên kg, cho nên là nó sẽ ra được cái quy này là đơn vị kJ. Được chưa? kJ trên giờ là tôi vừa tính trên đây, thì các bạn sẽ chia cho cái đề ta nói của cái thằng dầu mazut này là kilocalo trên kg, kilocalo trên kg, kilocalo trên kg. Vậy thì cái này cái thứ nguyên thôi, kJ mà các bạn chia cho kilocalo đâu có được, đúng không? Cái thứ nguyên đó thì tôi sẽ viết lại bằng cách là kJ chia cho kilocalo. Cái này 1 phần H mà chia cho 1 phần kg, 1 phần H. Cái này đáng lẽ phải ghi là 1 phần giờ nhân cho cái này chia cho mà 1 phần của 1 phần kg. Vậy thì cái kg này ở dưới mẫu, mà các bạn lấy cái này dưới mẫu nữa thì nghịch đảo lên thì nó sẽ ở trên tử. Vậy thì cái đơn vị của chúng ta sẽ là kg trên giờ. Mà cái vấn đề của chúng ta là kJ chia cho kilocalo được không? Không có được. Mà các bạn thấy có kilo nè, các bạn có kilo nè, các bạn bỏ đi. Vậy thì các bạn sẽ lấy joule trên calo. Mà một joule bằng bao nhiêu calo? Một calo bằng bao nhiêu joule chứ? Lên mạng hỏi thử. Một bằng nè, người ta có hỏi sẵn nè, một calo bằng mấy joule? Đợi mẹ xíu nha các bạn. Một joule bằng bao nhiêu calo? Tôi nhớ là 4,8 mấy á. Đây. Đây, theo công thức thì 1 calo sẽ bằng 4,10184 joule. Tôi sẽ copy này ha. Các bạn sẽ ghi chú ý cho tôi đây nữa. 1 calo sẽ bằng 4,184 joule. 1 calo sẽ bằng 4,418 joule. Vậy thì tôi có joule. Tôi có cái thứ nguyên joule mà dưới calo, vậy thì dưới đây là 4,184 joule. Ở trên đây tôi sẹt nữa. Vậy thì cái đơn vị cuối cùng của tôi á, nó sẽ là kg trên giờ bên đây. Được chưa? Tại vì cái lượng nhiên liệu cần dùng, tôi cần đơn vị đó là kg trên giờ. Đó là cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn để mà đổi. Thì các bạn thấy số giờ các bạn bấm máy là được 361,1 kg trên giờ. Được chưa? Rồi các bạn có 5 giây để chụp màn hình. Rồi tôi xin tạm dừng video ở đây nha, video về phần ôn thi cái bài toán dạng phần 6, nãy giờ gần 1 tiếng rồi. Phần 6 đây nha các bạn, nếu các bạn thấy hay các bạn có thể nhấn nút đăng ký và